nhỏ. Cô xin tự giới thiệu, cô tên là Lan Phương, giáo viên trường mầm non, xã Mường Than, huyện Than Uyên, tỉnh Lai Châu. Lời đầu tiên, cô xin gửi lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bậc phụ huynh và các bạn nhỏ. Hôm nay, cô xin phép hướng dẫn các bậc phụ huynh dạy con chơi trò chơi cá, tôm, cua. Bây giờ chúng mình cùng úp hai lòng bàn tay vào nhau và thực hiện cùng cô nào. Con cá vàng bơi là con cá vàng bơi, nó bơi lên trên lại bơi xuống dưới. Con tôm búng càng là con tôm búng càng, con cua bó ngang là con cua bó ngang, nó bó sang trái nó lại bó sang phải, ai mà không ngoan là con cua nó cắp. Đến từ ai mà không ngoan là con cua nó cắp thì chúng mình sẽ nhéo nhẹ tay vào bạn bên cạnh một cái, chắc chắn rằng bạn sẽ rất là thích thú và bất ngờ. Trò chơi rất thú vị đúng không nào? Bây giờ cô sẽ hướng dẫn chúng mình kỹ hơn các động tác của trò chơi này nhé. Với động tác của con cá, chúng mình sẽ úp hai lòng bàn tay vào nhau. Cá bơi lên, chúng mình sẽ đưa tay lên phía trên. Cá bơi xuống, chúng mình sẽ đưa tay xuống phía dưới. Với động tác của con tôm, chúng mình sẽ dùng hai ngón tay và chúng mình búng nhẹ lên. Chúng mình làm cùng cô nào. Với động tác của con cua, chúng mình sẽ dùng ngón tay cái và ngón tay trỏ. Con cua bò sang trái, chúng mình sẽ phải nghiêng người sang bên trái. Cua bò sang phải, chúng mình sẽ phải nghiêng người sang bên phải. Bây giờ chúng mình chơi cùng cô nhé. Con cá vàng bơi là con cá vàng bơi, nó bơi lên trên lại bơi xuống dưới. Con tôm búng càng là con tôm búng càng, con cua bó ngang là con cua bó ngang, nó bó sang trái nó lại bó sang phải, ai mà không ngoan là con cua nó cắp. Trò chơi cá tôm cua còn có một cách chơi nữa đấy, ở nhà phụ huynh có thể chơi cùng với con. Khi mà đến từ con cua nó cắp, bố mẹ có thể hỏi con rằng là cắp ai, thì trẻ sẽ trả lời là cắp bố hoặc cắp mẹ. Và lúc đó trẻ sẽ chạy đến bên bố hoặc bên mẹ, nhéo nhẹ vào người bố hoặc người mẹ một cái. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng mình chơi trò chơi cá tôm cua rồi. Và cô hy vọng rằng với trò chơi này sẽ giúp các bé ở nhà có thời gian thư giãn này, vui vẻ bên gia đình và người thân của mình đấy. Xin chào và hẹn gặp lại các bé trong video lần sau.